Chào các bạn nhé. Lỗi săn như lỗi địa Nhật với lỗi là khách thông báo là bấm chạy cái này kia tít tít rồi nó ngắt. Nhưng mà chúng ta sẽ xem này. Mình ưu điện nha, mình có cái nguồn 100 đây rồi nhá. Rồi mình ghim điện cái là báo E81. Thì cái E81 thì ngày xưa mình đã sửa một cái lồi cơm săn như này bị cắm nhầm 220 ấy. Thì sau khi sửa phần cắm nhầm ok thì bật chạy một tí nó cũng báo E81. Nguyên nhân của nó là chính là con MSU. Con IC ở dưới cái màn hình này này. Nó không nhận được cái cảm biến nhiệt ở trên nắp vung đưa về nó thì nó cũng bị lỗi. Và hồi đó thì mình tìm ra nguyên nhân đó là chính là cái cáp cái nối nó xỉn quá. Nó bị tức là nắp vung này, cảm biến trên nắp vung này đi qua dây dẫn qua cái bản lề này, mở ra mở vào đấy nhá. Rồi đi xuống bo công suất ở dưới. Sau đó lại từ bo công suất ở dưới đấy nó mới đi theo cáp kết nối để lên với bo vỉ mặt. Thì trên cái cáp từ bo công suất lên bo vỉ mặt mà chính cái đường cảm biến nhiệt của nó ở cái lắp vung này nó bị lỗi. Nó xỉn, nó không tiếp xúc nên nó báo E81. Các bạn nhá, nó vừa báo E81 xong bây giờ là hết báo rồi nhá. Thì bây giờ mình cứ thử lốt thử thôi. Đấy, phát xung bình thường luôn. Các bạn ạ. Như vậy là con này có khả năng là chỉ là xỉn phím thôi. Vừa cắm báo E81 đấy các bạn. Không bị nữa này. Mở ra mở vào cái xem nó có báo không nhá. Để xem là chân cáp nó đứt không, như cái cáp này nó không đứt đâu. Nó thiết kế theo kiểu là không gập như thế này theo cái kiểu mấy cái lồi cơm hiện điện tử hiện nay mà nó gập theo kiểu xoắn ngang, dây nó kiểu như này này. Nó gập kiểu xoắn như này. Đó nên nó sẽ không đứt so với gập lên xuống như này. Các bạn ạ. Ông Nhật ông thiết kế cũng hay đấy, nhưng mà tại sao các hãng điện bây giờ lại không học theo kiểu như thế mà toàn gập ngang gập lên xuống này. Đấy, vẫn E81. Các bạn ạ. E81 cái rồi thôi. Đó. Bây giờ mình cứ cho một tí nước vào. Mình nấu thử xem thế nào nhé. Xem nó đến lúc nào nó báo nữa. Họ bảo là bấm ấn cái là nó kêu tít tít cái rồi nó về tắt chờ luôn rồi không chạy nữa mà. Thì đấy, E81 này, đấy, mình lật lên đặt lại cái vị này. Thì đây, chắc là bệnh đây rồi. Bệnh đứt chạy cáp rồi. Vừa bị xong nhé các bạn nhé. Chắc chắn là, đấy, lại không bị nữa này. Vừa bị đấy các bạn ạ. Thì bây giờ cứ thử cho nó chạy. Khi nó bị như thế thì sẽ sao nhá. Các bạn chờ tí nhá, xem nó có báo lỗi gì không nhá. Khi nó đứt ra thì có khả năng nó sẽ chạy. Nó nếu nó tiếp được thì con nó vẫn nấu được xong chương trình. Nhưng mà nó tách ra thì nó có khả năng ấy, là nó sẽ báo lỗi. Và nó dừng, nó không cho chạy các bạn ạ. Nó vừa lật lên là sướng rồi này, chả sao đó các bạn ạ. Vừa bị xong lại hết rồi. Nó đứt nó thế mà mọi người nhá. Kiểu gì phải kiểm tra các bạn lề kia rồi. Thôi thì mình cứ kệ, cho nó chạy thử. Các bạn cứ chờ nó thế nào nhá. Một lúc rồi nó chả báo lỗi nữa. Nhưng mà thôi mình không nấu nữa. Bởi vì tí nó sẽ hơi khói ra đây thì nó lại. Đấy các bạn ạ. Mình sẽ kiểm tra cái cáp kết nối cái đường này xuống xem có bị đứt ở đây không. Rồi là đi qua cái bo công suất. Rồi qua cáp rồi lên đến tận bo vỉ mặt nhá mọi người nhá. Để phá được cái van này nhá. Thực ra là lỗi E81 mình vào Google mình search thôi. Search thì mình xem nào, có đứt không. Thì có rất nhiều các web nó báo ba lỗi. Nhưng mà tìm được cái video của mình ngày xưa sửa một cái lồi này nó bị cấm nhầm ấy. Và phát hiện tìm ra được sau đó nó cả bị cả E81 nữa các bạn ạ. Thôi mình sẽ tháo ra, không nấu thử nữa các bạn ạ. Không có thời gian mà ngồi nữa, sửa xong cái này còn sửa cái khác. Mình đang bị ốm đây các bạn. Cả nhà mình bị cúm. Và bị đầu tiên. Sau đó đến con gái. Và bây giờ đến mình, còn thằng Anh thì chưa việc gì. Lây nhau này các bạn ạ, bây giờ đang rát hết họng rồi. Người éo ai cả luôn đấy. Đấy, nắp ốc ra để xem nhá. Chờ mình tháo nhá mọi người. Hai con ốc này nó bị gãy cái tai bên trong. Rất nhiều lồi hay bị như thế các bạn ạ. Gãy cái gen để bắt vào cái dưới của cái phần mâm nhiệt ấy. Do đó mà bây giờ xoáy nó toàn xoáy tròn này, không thể ra được. Kiểu như không giữ được bên trong ấy, các bạn ạ. Ra được một bên rồi, ra được bên kia rồi, còn bên này nữa. Đấy, đồ khi tháo là cả một vấn đề.
Xoáy xong lấy tay đặt kéo vừa xoáy vừa lấn cái này lên thì nó ra được các bạn ạ. Như vậy là nó bị trượt gen. Nó bị trượt gen các bạn ạ. Tí nữa nhỏ keo 52 vào. Kiểu gì cũng đã từng sửa rồi mà, đã từng tháo mà. Đồ nội địa này về Việt Nam kiểu gì cũng đã từng tháo ra, đã từng lắp mà. Chứ đồ zin bản nó không bị như thế đâu. Rồi mất một lúc lâu mình tháo được. Lắp nó ra đấy các bạn ạ. Đâu phải đơn giản. Tháo tiếp. Mà tháo gì nữa, cứ thế mà tháo thôi chứ. Bỏ cái nó ra hết luôn mà. Xem cả miếng đáy nồi đó nhá. À, cái miếng nắp vung nhá, xem nó là con nào. Nên là nó sẽ có dây ủ lên này, cảm biến này, rồi khóa vung các thứ đủ các trò này. Chờ mình soi nhá, xem có chỗ nào đứt không. Nó mưa gió này mất điện như này các bạn ạ. Nó nháy cái rồi nó mất, không nó lại có cái rồi nó lại mất. Cáp nha, cẩn thận cái cáp này nha. Đó. Cũng có vết xỉn xỉn rồi, không phải vệ sinh đâu mà. Mất điện rồi các bạn ạ. Như vậy là những cái này là ủ rồi khóa vung. Bây giờ sẽ dò xem nó là đường nào. Thì chắc chắn mình đoán chỉ là cái này. Cái này ra giữa đáy nồi rồi. Thì chỉ còn cái này là lên trên cái này này là lên trên nắp vung ấy. Thì trong cái này sẽ kiểu gì sẽ có một cái cảm biến nhiệt và một cái gì đó thì mình chưa biết. Nó là cái gì đấy nhỉ các bạn nhỉ? Cái đo thử. Còn nếu mà bật con loại này mà bật cái mà nó kêu tít cái là nó không nhận nồi thì cũng có khả năng có nhiều nguyên nhân mình gặp ấy, đó là đường nhận nồi điện trở, đường nhận nồi thì nó lỗi nhá các bạn nhá. Nhưng mà nó là cái model gì mà nó có dãy dãy điện trở ngay gần cái chỗ bụi bẩn này cơ, nhưng con này điện trở tận bên này thì cũng có khả năng không bị lỗi được đấy. Bây giờ sẽ đo nhá, đo xem ba cái này nó xem cặp đấy, đen đen với nhau, xem đen đen thế nó là cái gì nào. 58k thì khả năng là nó là cảm biến nhiệt đấy các bạn ạ. Còn bên này xem nó là cái gì. Ừ, cũng 56k. Thế như vậy là có hai đường cảm biến nhiệt trên nắp đáy nồi à? À trên nắp vung à? Thế tí tháo ra xem nhá. Thế đây cảm biến nhiệt ở đáy nồi đây. Thì thường là ở cái gần này này. Hôm nay trời nó đang lạnh lạnh mà. Cái này có 39k thôi các bạn ạ. Kệ nó thôi các bạn nhé. Còn cái này là cầu trì nhiệt. Chắc là không ôm đấy. Đấy. Còn nó không phải 6 ôm mà. Như vậy là kiểm tra cái cáp. Cáp này này nó xỉn này các bạn này. Cũng có thể nó sẽ bị này. Nhưng mà sẽ kiểm tra trên trước. Tháo lắp vung ra vậy.
mà thôi để xử lý chỗ này rồi lắp chỗ này lại đã. Mình tháo lắp vùng riêng, làm cẩn thận cho người ta luôn để tìm ra lỗi mà. Phát xử lý cáp này thì không cần, không cần ấy các bạn ạ, không cần điện. Cạo rào cạo vệ sinh cho mà. Mình cũng chả biết cái đường nào đâu, cứ vệ sinh cả lũ. Nên cho ra chúng ta sẽ thấy là những cái lồi cơm nội địa này này về Việt Nam này ấy. Ơi. Nó lâu năm quá cáp nó xỉn các bạn ạ. Đây này, chúng ta sẽ xem cái cáp chỗ này nhá. Cái này bị gió nó đẩy vào nó cũng bẩn này. Trong này rất là bẩn nhá. Mình zoom gần lên cho mọi người để mình thút tháo ra cho mọi người nhìn xem nó có bị xỉn chỗ này không nhá. Bắt đầu mình rút ra này. Đó, chúng ta sẽ nhìn cái cáp nó sẽ có cái bẩn kinh khủng chưa. Đây, nó bẩn như này mà nó không tiếp xúc thì nó ối rồi ôi luôn nhá mọi người nhá. Do quạt nó thổi gió vào đấy. Bẩn lắm, phải vệ sinh cơ. Tất nhiên nó để nguyên thì không sao, nhưng rút ra rút vào này phải vệ sinh sạch cả đây nữa này, trong này bẩn lắm. Tóm lại là bắt đầu làm. Còn đâu được hay không là tùy mọi người thôi, chứ mình cũng phải bắt đầu mình làm thôi. Còn các bạn nhá, biết ở vị trí nào thì cần phải xử lý thôi mà. Hai cái đường cảm biến nhiệt trên nắp vung ấy, nó đi đến mấy cái chân chỗ này nha. Mấy cái chân chỗ này thì khi cắm cái này vào đây ấy, thì nó chính là mấy cái chân phía bên ngoài này các bạn ạ. Phía chân bên ngoài này thì chúng ta sẽ chạy, thấy nó chạy này, nó chính là phía bên này và phía bên đúng cái chỗ mà nó bị xỉn dỉ đấy luôn nhá mọi người nhá. Mình đã vệ sinh sạch nó rồi này, dùng dao và giấy cạo rồi dùng xăng đánh sạch thôi nhá mọi người nhá. Như vậy là những cái chân xỉn đấy chắc chắn là chân trên cái đường cảm biến nhiệt nó bị xỉn thì nó cũng sẽ bị nhá. Nhưng mà đã xử lý được ở đây rồi thì phải xử lý cả bên trong nữa, cả cái để collect để cắm cái này vào này. Cái này thì coi như là nó ngon rồi nhá. Còn cái ở dưới này mở lắm. Cái dưới thì phía trong này này thì mình đã dùng xịt, mình xịt sạch rồi. Và mình có cái giáp mịn này. Thực ra cũng chả phải mịn lắm đâu. Giáp xin đánh bóng khuôn ấy. Mình hay có cái trò này lắm. Là nó sẽ giáp ở đây nó như là xước xước ấy. Đó. Mình sẽ lựa nó vào. Không khác gì cái mặt này này, là lựa vào đúng như này, sau đó mình lôi qua lôi lại nó tạo cái xước của cái nhíp cắm ở đây này nha. Mình hay có trò thế. Nên mình vệ sinh được cả sâu bên trong của cái này luôn. Đó, mình chỉ cần cho vào như thế thôi, mình cứ lay qua lại một chút thôi, cái này đi sang cái chỗ khác. Đó. Thì nó chỉ cần đang cái chân nó bị lâu ngày quá, nó bị ẩm thấp, nó bị xỉn dỉ ấy. Nếu mà những cái cáp này mà lắp nằm trong môi trường chân không thì không bao giờ nó bị xỉn dỉ, nhưng mà nằm trong cái môi trường có độ ẩm không khí này, rồi này có bụi bặm nó đưa vào thì nó sẽ lâu ngày nó sẽ bụi, nó sẽ bẩn đấy các bạn nhé. Đấy, mình chỉ cần đưa vào như này thôi. Nó sẽ tạo được cái vết xước bên trong ấy. Mọi người nhá, đây nó sẽ thành một cái vết lâu như này này. Màu đỏ 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 này của cái xước đấy. Đó, chúng ta thấy không? Nếu mà chưa bị thì nó sẽ nằm như này này. Sau đó mình dùng cái này này. Mình xịt sạch nó đi. Đấy, tại sao mình đấy mọi người không nhìn được cái xịt của mình nhỉ? Bao nhiêu năm rồi mình vẫn có cái xịt này. Để thay mồm. Mồm thổi có thể nó ra nước bọt, ra hơi ẩm, nhưng mà xịt cái đấy thì không nhá. Sau đó là lắp hoàn thiện lại thôi. Sau đó kiểm tra tiếp bên kia kia nữa xem thế nào. Nhiều khi nó chỉ là như này thôi. Chúng ta có tính khéo léo, kính cẩn thận là chúng ta sẽ xử lý được những cái lỗi. Nó không phải là nó hỏng linh kiện, mà là do nó lâu năm quá dẫn tới trên cái đường đấy nó bị sự cố nhá. Mình chia sẻ rất nhiều cái vụ như này rồi các bạn ạ. Nhưng mà để mà làm được hay không còn tùy thuộc vào mọi người nhá. Mình đang lắp ngược này. Cái chân này, chân này lắp bên phần công suất thì chân rất là sạch. Còn chân này chính là chân xỉn này. Nên đôi khi là tháo ra lay cắp lại khi này được các bạn ạ. Nhưng đây mình phải làm cẩn thận hẳn hoi. Không đây có cái trò nó là đang sửa lỗi khác mà cáp nó đang bẩn đấy, chả vệ sinh không lắp vào nó lại thành xảy ra lỗi tiếp các bạn nhá. Bởi vì cáp sẽ không tiếp xúc. Giống mình sửa TV Soli ấy, sửa 6 nháy ok xong lắp vào thành 5 nháy, đó là do cáp kết nối giữa T-com và loa nó bị T-com và gỗ và màn hình nó bị không kết nối tốt, không bị xỉn gì. Thế là phải xử lý lại thì nó được các bạn nhá.
Nó chính là cái bộ cáp mà bao gồm là hai dây đen và hai dây vàng nhá. Thì mình thấy nó ra lên đây thì hai dây đen nó đi vào cái này này. Đó. Thì đôi khi là chân này nó xỉn không? Mình thì mình sửa, ôi xỉn gã dã man luôn này. Thì mình làm nhìn như này và mình vừa lôi thử rồi. Mình vừa mới lôi thử rồi thì là nó không đứt. Nó rất là cứng, nếu nó đứt thì chúng ta sẽ lôi, chúng ta sẽ thấy nó không đứt phần nhựa nhưng mà nó sẽ có vết vấu như biết. Nên mình đang có ý định là lười, mình sẽ không tháo trên ra đâu. Mình lôi thấy nó không sao cả, nhưng cái chân này rất là xỉn này. Đôi khi chân này không tiếp xúc nó cũng xảy ra lỗi nhá. Đây là mình sẽ cố gắng mình zoom cho chúng ta. Cái đó và cái vàng này không biết là cái vàng của cái gì, nhưng mà hình như là cái vàng này thì mới đúng. Thế đo thử, đo thử sẽ xác định được các bạn ạ. Đen thì không nói rồi nhá, đen thì chắc chắn là ra đây toàn đen thôi mà. Tiếp tục là dây vàng này, xem vàng nó ra đến đâu nhá. Vàng nó ra đến đây hay ra đến đâu nè. Đó, ra đến đây nhá, thì chắc chắn là không thể ra vàng ra đây được rồi. Cái này là của cái phác, của cái ủ, của cái gì nhá. Thì bắt đầu mình sẽ biết là hai cái cảm biến nhiệt trên nắp vung thì nó là ở đây và kia. Hai cái liền nhá các bạn ạ. Hình như cái này thì sạch này. Cái này rất sạch các bạn ạ. Nhưng mà có lẽ cũng có bị, cái chỗ này là sẽ bị hơi nước nó chảy xuống đấy. Nước nó chảy xuống đấy. Cái chỗ này nó có bị xỉn ở đây thôi. Soi như thế thì mọi người không biết được, bởi vì cái máy nó mình nhìn được thôi. Nó xỉn ở đây nhưng mà cái cáp này nó rất là xỉn rồi. Đây, cố gắng lên cho mọi người nhé. Nên cái cáp này khả năng mình sẽ đấu tắt. Tháo ra xoắn nó lại rồi cuốn băng dính. Đây nha, cố gắng cho mọi người nhìn nhé. Thì đôi khi là nó cũng nạc lỗi ở đây. Mình chưa gặp là những cái cảm biến nhiệt ở trong nồi cơm IH của Nhật này nó bị lỗi, nó bị hỏng bao giờ. Chết bao giờ cả. Chỉ có cái này thì là nó cơm nó dẫn tới là cơm nó không ngon thì mình sẽ đấu tiếp, đấu điện trở lối tiếp thêm vào thôi. Còn đâu có lẽ là mình sửa ít hay là do mình chưa gặp cái nào nó hỏng cả. Đa số là nó bị hỏng trên cái đường mạch của nó, trên cái đường dẫn của nó này. Thì nhìn con này nhá. Hai chân cắm vào nhau chúng ta cũng không cần quan tâm bên nào nó âm lên nào dương nhau, đấu loạn nhau cũng được nhá. Nó là chân bên này, chân bên kia thôi mà. Thế này các bạn nhìn này. Đấy các bạn cũng có thể nhìn được này, nó xanh xanh nèm trong luôn này. Nó xanh nè trong rồi cả cái chân này, thế đôi khi nó không tiếp xúc thì nó cũng xảy ra lỗi đấy. Vừa nãy mình lay đi cái này nữa được. Thì là nó là mở bản lề mở vung ra thì có thể nó đứt ở đây, nhưng mà nhìn rồi nó không đứt ở đây. Nên con này thì chắc chắn là mình sẽ cắt hẳn ra, mình xoắn nó lại luôn nha. Không rút như này nữa. Cái này là thao tác này là do hãng họ sản xuất để họ trong dây chuyền lắp ráp họ lắp ráp nó dễ thôi các bạn ạ. Còn với chúng ta sửa thì chúng ta phải tìm được lỗi, phần lỗi ở đâu để chúng ta sửa cho người ta. Và khi nó chạy được bình thường thì chúng ta sẽ có thu nhập nha. Và như mình ấy, ở quê ấy, thì mình sửa ra nhiều thứ. Nồi cơm, bếp từ, âm ly thì cái xác suất khách nhiều. Nếu mà các bạn có vốn lớn thì các bạn chuyên về một thứ. Chẳng hạn là chuyên tivi chẳng hạn. Nhưng chuyên tivi thì các bạn phải có vốn lớn. Các bạn ôm màn hình này hay ôm bo mạch này hay vân vân này. Còn đâu là các bạn mà ngồi, các bạn ngước ngồi cày cái bo A của tivi bây giờ thì hơi khó nhá các bạn nhá. Cày bo nguồn thì còn dễ, cày bo A thì hơi khó đấy các bạn ạ. Và bo A thì nó quá nhiều, khi mua ở các nhóm sửa chữa ấy, nó rẻ thì không cày làm gì các bạn ạ. Nên đôi khi chuyên tivi cũng là một vấn đề. Chuyên âm ly cũng được, bây giờ âm ly người ta cũng dùng nhiều. Và như có nhiều người thì họ chỉ chuyên biết từ thôi đó. Nhưng nếu mà ở quê các bạn chỉ chuyên một thứ như thế thì cái xác suất có việc của bạn các bạn sẽ rất là ít. Như với mình nhá, là ở quê ấy, mình lại tâm sự nói chút chút về sửa đồ nhá. Mình ở quê thôi, người mọi người đều mang mọi thứ. Ví dụ cái này mình sửa mình đỡ lấy được 100k chẳng hạn. Đó, tí nữa mình sửa cái lò vi sóng mình có 100k chẳng hạn. Đó, thế là sau đó mình sửa cái bếp từ mình được mấy chục k chẳng hạn. Thì có do tổng hợp ấy, nếu mà các bạn mà xác suất các bạn được nhiều việc ấy thì có thể ngày các bạn có kiếm được 500k hoặc có thậm chí là 1 triệu là chuyện bình thường nếu các bạn siêng. Như các bạn để ý đấy, có những cái vụ ấy, mà buổi sáng mình kia là mình sửa đến 7 cái bếp từ luôn. Các bạn nhá, rồi nhiều cái khác các bạn ạ. Khi mà chúng ta có nhiều việc ấy. Và tất nhiên ấy, để mà sửa được nhiều, để sửa được nhanh ấy thì chúng ta phải am hiểu về nó mọi người nhá. Nên cái am hiểu về những cái đồ này mình đang làm video mình chia sẻ cho mọi người đây này các bạn ạ. Có điện cái tương lai là sáng nắng sáng hẳn. Mình cảm giác như cái con này là chính trên cái chân đường này nó bị chập hay sao nên nó báo E81 hay sao này các bạn ạ. Mình cảm giác ấy, để xem có đúng không nhá. Đang tìm cách bắt lỗi, tìm lỗi mà.
Đó, chúng ta sẽ nhìn đây này. Bên này là lớp đồng này. Bên này là đồng của hai chân này, nhưng ở giữa nó đã có một cái sự xỉn dẫn sang nhau. Mọi người nhá, mình đang cạo tách nó ra này. Đó. Mọi người ạ, thì có khả năng nó lúc sẽ bị, lúc nó không thật. Có khả năng khách ở nhà thì nó bị, thì nó báo E81 mãi chẳng hạn. Nhưng đến mình thì lúc nó bị lúc không đấy các bạn nhé. Hay là sẽ lấu chập chờn. Còn giải pháp bây giờ thì gọi là vừa sửa vừa phá nhá. Phá nó luôn, phá nó luôn nhá. Đùa thôi, không phải là phá đâu, mà là sửa cho người ta đấy, nhưng sửa theo cái cách của riêng mình. Có thể lấy cái này để hàn vào đây cũng được này. Không cắt cái này nữa mà dùng để hàn ở đây đi. Cái chân này thì nó tiếp, nó sẽ là hai ống riêng biệt rồi. Ok. Đấy, nó xỉn cả chân này này. Mình sẽ hàn vào đây luôn nhá. Bây giờ là có điện rồi nên nó bắt đầu mở hàn thần trưởng nhá. Nhiều bác thì cứ bảo là hai vị trí hàn này thì cứ cho nó dính vào nhau đi, rồi nó mới cho thiếc cho nhựa thông vào để hàn. Mình thì mình lại chơi cờ trò khác. Mình sẽ lẻ cho bọn này nó dính nhựa thông trước các bạn nhá. Đang bay đấy, mình đang cố gắng không hít nó đấy. Bật cái quạt lên này cho nó thổi ra ngoài đường. Ồ, đang mất điện. Bật nó lên. Chả thấy có thiếc gì cả, không ra gì cả. Cho bọn chúng dính thiếc vào rồi đã, sau đó mới hàn nó lại các bạn ạ. Thì xi hàn nó rất là dễ, bởi vì nó đã có thiếc thì nó dính vào nhau ngay. Đây là cái mẹo hàn hai cái vào nhau đấy các bạn ạ. Hàn xong rồi chúng ta là QC, chúng ta test, chúng ta lôi, chúng ta nghịch các kiểu để xem nó có tuột ra không nha. Đây này, đấy đã lôi vào rồi đấy, có rời tuột, mình mà hàn thì rời tuột. Đó, nó hoàn thiện. Quấn tí bằng dính vào. Có một khách người gọi, alo, anh có phải là anh Kiên bán đồ điện tử tại Thanh Hà không? Cứ tên là Kiên mà, các bạn. Hôm nọ để có một cái chị điện, chị bảo là alo, anh có phải là anh Kiên chuyên nhận sửa bếp từ công nghiệp không? Đó, tức là công ty họ có những cái bếp từ công nghiệp có cần sửa ấy. Thì chả hiểu họ lấy số điện thoại của mình kiểu gì các bạn ạ. Ok, đã lắp hoàn thiện nó nhá, và chúng ta sẽ tham khảo này. Ấy, ấy, như vậy là nó như này là nó không có nổi, tóm lại là không nhận nổi, nó sẽ như thế các bạn ạ. Thì có khả năng do cái cáp chỗ đấy nó xỉn dỉ, xỉn bẩn ấy, và nó bị không tiếp đúng cái đường nhận nổi thì nó cũng sẽ như thế nha mọi người nhá. Đây, bây giờ cho vào này, và ghim điện thì nó sẽ không bị E81 nữa rồi. Bật này, đấy, đã phát súng nhá. Thằng Sanyo này khi chạy như này bây giờ nó bị về mặc định rồi đấy các bạn ạ, bởi vì là tháo ra kiểu nó bị reset pin ấy. À, mới đầu nó chỉ ăn thế này thôi, sau đến tầm còn khoảng 19-20 phút ấy, bắt đầu nó mới đốt lên hơn chục A các bạn ạ. Lúc đấy là nó cần sủi mạnh nha mọi người nhá, và lúc đấy nó mới khóa vung kiểu tạch tạch lại. Như vậy là con này thì để xem cái chế độ nào mà khách dùng nhiều, dùng mà vừa nãy nó là 40 phút nhỉ, chế độ này à? Không phải, mình nhớ đó đấy, khả năng chế độ này để nguyên cho khách chế độ 40 phút này, và mình sẽ cho nó chạy thử nhá. Và mình khẳng định là như này là sẽ hết lỗi rồi đấy, bởi vì khi ghim điện này nó không báo E81 nữa là một đó, nó nhận thì nó sẽ mất cái này này, và mở ra mở vào thì kiểu gì không bao giờ E81 nhá mọi người nhá. Chắc là vừa nãy mình mở ra mở vào nó cọ quậy cái cáp đấy,
cái cáp đấy nó lôi ở cái rắc đấy dẫn tới nhà báo E81 đấy các bạn nhé. Ok thôi, video kết thúc trả khách, video kết thúc trả khách và xem phản hồi cho người ta như nào để bảo hành, nhưng mình nghĩ là chắc là hết ban rồi. Mình sẽ để cho nó sủi nước này, cho nó cạn đi để xong chương trình như thế nào nhá. 30 phút à 40 phút. Chào tất cả các bạn nhá.